Xin chào mọi người, uh, giới thiệu với mọi người một cặp lục bình Phúc Đức hàng Sứ Bát Tràng Mẫu này là mẫu làm giả hàng khử Làm giả hàng khử, cái nền của nó sẽ rất là trắng Mẫu này là mẫu Phúc Đức cá to, kích thước là cao 1m75 cả đế Và đường kính mụn là 47 Nguyên thân bình của nó là 1m6 Đấy, Cái giá dao động của nó sẽ từ 11 triệu 500 cho đến 13 triệu 500 Tùy vào cái họa tiết của cái dòng Lộc bình này nhá Của cái dòng lộc bình này cái giá nó sẽ dao động ở một cái mức đấy và nếu như quan tâm đến sản phẩm mọi người vui lòng liên hệ nhắn tin gọi điện qua số điện thoại đang được gắn nằm bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm đây chúng ta cũng nhìn thấy cái mẫu này thì được chế tác hình ảnh là bên dưới là cá chép to đang trông trăng ở bên trên là cuốn thư phúc đức ở cổ thì có hai câu thơ bên hông thì chúng ta nhìn là hình ảnh cá chép rất là to nhé cá chép rất là to và cái mẫu này là cái mẫu được vẽ tinh gọn họa tiết không quá nhiều họa tiết rườm dài nhưng mà nét vẽ rất là gọn gàng sắc nét chúng ta cùng nhìn tổng quan một lượt là sẽ nhìn thấy độ hài hòa và cái dòng sản phẩm này tất cả nét vẽ đều là vẽ bằng tay màu sắc là màu bền vĩnh cửu với thời gian không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng nó sẽ như thế này mãi mãi Ở mặt sau đây mặt sau thì được chế tác hình ảnh là hoa sen hay còn gọi là liên hoa cát tường mặt sau của mình thì được chế tác hoa sen nhé tất cả sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng mọi người có thể xem thêm nhiều sản phẩm khác ở trên kênh mọi người truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những cái lộc bình khác nhé cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để xem hết video này xin chào hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo mình là khánh đồ gốm phong thủy chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu